Chào các bác, hôm nay bên em có về được một huyền thoại em đầu Akai GX260D phiên bản vô xanh mắt ngọc tuyệt đẹp luôn các bác nhé. Con này thì hàng đấu mạng về, độ mới còn khoảng trên 95%, hình thức rất là đẹp. Cái bản vô xanh mắt ngọc này thì được các bác ưa chuộng này, chuộng hơn cái bản vô vàng rất là nhiều. Một em máy có thiết kế đẹp, chất âm hay, vận hành thì rất là lành và bền. Độ mới cực kỳ cao. Đây các bác, các em sẽ quay chi tiết từng cái phần núm nút để các bác thấy được cái độ mới của em 260D này. Các cái núm còn sáng bóng ở đây nguyên các cái họa tiết vân chảy tia, rồi hai cụm đồng hồ vu này được bố trí tách biệt, và cái phần nền này, đồng hồ vu xanh nước biển rất là đẹp. Đấy, tất cả các cái chi tiết này còn sáng bóng luôn. Đấy, một em máy gần như là chưa có sử dụng. Đấy, chưa có cái dấu hiệu của cái việc sử dụng nhiều. Đấy, máy thì chạy hai chiều các bác nhé, auto reverse. Động cơ là ba motor, dòng đầu từ ferrite, dòng đầu từ thủy tinh, siêu bền, vĩnh cửu, và vĩnh cửu cùng với thời gian luôn, hình thức rất đẹp. Một em máy phải nói rằng thiết kế hoàn mỹ. Riêng cái phần mặt máy thì chia làm ba phần, phần trên là mặt nhôm phay, nó có cái màu hơi ngà sang màu xanh một chút. Hai cái phần đây, cái bát này thì được phay xước trắng này, rất là đẹp. Đồng hồ công tơ mét ở vị trí chính giữa. Đấy, xuống bên dưới là chỗ này là nhựa sần này, và dưới này thì lại là nhôm này. Hai má gỗ rất đẹp, hai má gỗ rất đẹp luôn. Đấy, chân cẳng ở dưới nó còn đầy đủ. Tấm lắp lưng đây em đã tháo sẵn nội thất ra rồi, đang cho các bác xem luôn. Đây là cái phần nội thất của em 260D sau khi em đã tháo cái tấm lắp lưng ra. Máy chạy đa cầu điện, đang để ở chế độ nguồn 220V. Các bác không sợ cắm nhầm điện, nguồn vàng này, động cơ là 3 motor. Đấy, bên trong sắt xi 7 màu, nội thất ruột gan là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhé. Đấy, bên em đã test, căn chỉnh cũng như là vận hành hoàn hảo rồi. Chiếc đầu 260D vô xanh nước biển có mức giá 14 triệu đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, giá trên là không bao gồm phí vận chuyển. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác alo trực tiếp cho em. Cảm ơn các bác.